Ai yêu hồng hồng cổ Sapa thì vào hết đây để ngắm nhá. Ai yêu hồng cổ Sapa vào hết cái video của mình để ngắm nhá. Hồng cổ Sapa mùa hè đây. Đẹp mỹ mãn mọi người ơi. Bông bé chung chím thôi, nhưng mà phải nói là tuyệt vời. Bông bé thôi sao mà nó tuyệt vời thế. Wow, đúng là đẳng cấp, siêu size luôn. Đấy không, mọi người thấy đẹp không? Nhìn này, ui dồi ôi, phê quá là phê, yêu quá là yêu. Đấy. Đây. Cánh xếp rất là đẹp. Đấy. Rực trời luôn cả nhà nhá. Ngắm cả ngày không chán đâu. Xin chào cả nhà nhá. Hôm nay là thời tiết giữa tháng 6 năm 2020. Rất là nắng nóng, nhiệt độ đang khoảng rất là oi, nó khoảng 37 38 độ ở Hà Nội. Mình xin giới thiệu cái cây hoa hồng cổ Sapa nhá. Đấy. Cổ Sapa nở hoa rất là đẹp. Giữa cái nắng 38-40 độ ở Hà Nội. Đó. Nó chỉ có một cái điểm khác là nở vào thời tiết nóng này, bông nó rất bé luôn các bạn. Nhưng cái màu nó thì không thể nào là không khen được. Thì màu rất là đẹp. Đấy các bạn nhìn thấy chưa? Màu đẹp lắm cơ.
bông nó rất là bé luôn các bạn nhá, bông bé cằn. Nhưng mà ở cái nắng 38-40 độ thì để mà nở được như thế này là cả một kiệt tác đấy, chứ không phải đơn giản đâu. Đấy, thấy chưa? Các bạn ngắm thấy phê không? Để mà có cái lượng hoa sai thế này mà màu đẹp thế này là công chăm sóc rất là vất vả. Đây là cây hoa cổ Sapa mình trồng ra đất nhé, trồng trực tiếp ra đất. Oh, đẹp tuyệt vời luôn nhỉ. Bông tán cây này rộng thì có chiều thì đường kính khoảng 1 mét của nó, khoảng 1 mét, đường kính khoảng 1 mét. Đấy, thấy chưa? Đẹp chưa? Đấy, giống cổ Sapa này thì mọi người ai cũng biết rồi, rất là sai hoa đẹp, trồng dễ lên và bới rất là rộng và to, dày răm. Nếu mà ở trên Sapa cái thời tiết tầm này nó vừa rơi vào độ khoảng 20-22 độ C đến 25 độ C là cùng thì hoa nó đẹp lắm, đẹp thôi rồi luôn. Nhưng mà ở Hà Nội này, này nắng 38-40 độ thì được này thôi. Đây cái nộ nụ nó chúm chím, nụ nó chúm chím luôn. Nhưng mà nếu mà chúng ta không chơi thì chúng ta bỏ phí mất. Nên vẫn phải chơi, vẫn phải chăm, vẫn phải làm, vẫn phải chăm để ngắm. Đấy. Hôm nay thời tiết rất là oi, nhưng mà nó lại không có nắng. Cho nên là ánh sáng nó không được đẹp để quay lắm. Đấy, nhưng mà với cái màu sắc này thì mình vẫn có thể là có những cái thước video đẹp cho các bạn để xem. Ôi đẹp thế. Nó thực sự là mê cây này luôn. Quá đẹp luôn mọi người. Mọi người xem kênh nhớ bấm vào đăng ký kênh, like hoặc share để ủng hộ mình nhá. Để mình tiếp tục có những cái video về hoa hồng khác ở trong vườn này của mình để mọi người xem. Vườn hoa hồng của mình rất là nhiều, rất là nhiều loại hoa. Nhưng mùa hè này thì chỉ có cổ Sapa mới là hồng điều, mới hồng đào là còn bung hoa đấy. Còn lại đây mình lướt sang hồng nhung, nhưng cũng bé tí luôn, không được đẹp lắm. Ôi ôi, phê quá cả nhà ơi. Phê ơi là phê luôn. Wow. Nóng sướng luôn đi cả nhà ơi. Đẹp tuyệt vời nhá. Đây để khẳng định là cây cổ Sapa này nó ở Hà Nội, đó là nó ở dưới chân núi Ba Vì đó. Đấy, thấy chưa? Được trồng dưới chân núi Ba Vì cả nhà. Rất là đẹp luôn. Đấy. Mùa này ở trên khu vực này là đang nghe tiếng ve sầu với cả tiếng chim
rát hết cả tai cả nhà. Nói thực sự là nghe vừa phải thôi, nghe vào thời điểm nó vừa phải thôi thì nó đỡ, chứ còn nghe nhiều quá thì đúng cũng thấy rát tai khó chịu. Thấy chưa? Mọi người thấy chưa? Đấy. Nhìn ra núi là gì đấy nhá. Mình sẽ quay xuống gốc một tí để các bạn xem nhá. À, cái gốc cái thân ở đây. À, đấy nhá, cái bới nó đây. Mình chưa muốn cho nó lên chậu bởi vì để ở ngoài cho nó khỏe. Đấy, cái gốc ở đấy. Hôm nay thì ngày mình mua giống về trồng thì bây giờ nó chắc cũng được khoảng 3-4 năm gì đấy. Thấy chưa? Đấy nhá, gấp nhá. Nhìn siêu sai hoa luôn. Hôm nay nếu mà thời tiết mà ủng hộ, trời mà đẹp, quang trời quang mây mà có ánh nắng ấy, thì nhìn thì tuyệt vời lắm. Đang quan sát từng bông rồi cho các bạn xem nhá. À. Đẹp chưa? Mọi người cứ chỉ việc ngồi trong phòng máy lạnh điều hòa mà ngắm hoa trên video của mình thôi. Còn nóng đổ mồ hôi và quay vất vả thì để việc đó cho mình làm. Đấy. Góc này nghe vẻ nhìn nó phải sai đây. Các bạn thử đếm xem cái cây này nó bao nhiêu. Cây này mà chăm được tốt được khoảng vài năm nữa thì nó sẽ thành một bới rất là dày. Thì lúc đấy phải nói là cái lượng hoa của nó thì thôi rồi luôn. Quên sầu luôn. Đấy nha. Bông phủ kín hết. Cái hay của cái cổ Sapa này là cái lượng bông dày cánh nó nhiều này này. Thế là khi mà đến lúc mà nó hoa nó hết chơi, nó giờ tàn, nó rụng xuống ấy, thì cánh ấy, một lớp cánh màu hồng phủ dưới đất thì nhìn tuyệt đẹp luôn. Mọi người muốn tìm hiểu về cái giống hồng cổ Sapa này ở Hà Nội thì đọc dưới phần mô tả ở dưới thông tin mô tả dưới video của mình nhé. Mình sẽ mô tả đầy đủ về cái giống hồng cổ Sapa này để cho mọi người tham khảo. Đấy. Đẹp thế. Cho mọi người thì mình có nên đếm ở bông không? Mình quay đếm từng bông xem được bao nhiêu bông không? Đây nha, đây nụ nha. Đấy. Đấy. Nụ bông. Đấy. Núi Ba Vì mờ ảo nhé, mờ ảo trong sương sớm, thật là mỹ mãn luôn. Cuộc sống thì chỉ cần bình dị thế này thôi mọi người ạ. Làm việc từ sáng giờ bây giờ vào ngắm hoa và quay video cho mọi người xem, tí nữa lại ra nhổ cỏ hoa và chăm sóc hoa. Đây này, cả vườn hồng của mình như thế này đấy, thấy không? Đủ các loại màu chưa? Đủ các màu sắc nhá.
Các bạn xem video nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Và các bạn cần thông tin gì thì cứ hỏi đáp ở dưới. Mình là làm hoa để mình chơi thôi, trồng để chơi chứ không, mình không phải là người làm kinh doanh. Cho nên có thể có những cái thông tin và những kiến thức nó không được chuẩn thì mong mọi người thông cảm, và mọi người cũng có thể là comment vào bên dưới để chia sẻ những cái thông tin chính xác nhất để cho những người yêu hoa hồng cổ Sapa này đều được biết và học hỏi nhá. Mình chỉ là người chơi và người quay video thôi, quay video để chơi thôi. Cảm ơn cả nhà, chúc mọi người sức khỏe.